enjoy.
tuyển Việt Nam của chúng ta đã có một lần gặp đội tuyển Hàn Quốc tại vòng loại giải vô địch bóng đá châu Á vào năm 1996. Trận đấu được tổ chức trên sân vận động Thống Nhất và trong trận đấu đó thì đội tuyển Việt Nam đã để thua với tỷ số 0-4. Cầu thủ duy nhất của đội tuyển Hàn Quốc còn lại cho đến thời điểm này đã có mặt ở trận đấu đó là thủ môn Kim Bung Ji. Cầu thủ vừa phá bóng là Đỗ Văn Khải. Người vừa phá bóng là Đỗ Văn Khải chứ không phải là Thiện Quang. Trước trận đấu này vài ngày thì ông đoàn trưởng đoàn bóng đá Việt Nam Lê Thế Thọ đã phải trở về Bangkok để làm thủ tục chuẩn bị cho Đỗ Văn Khải về nước sớm để tham dự trận tranh vé vớt lên hạng nhất của đội hải quan. Tuy nhiên ông Alfred Riden đã tuyên bố rằng nếu như đội tuyển Việt Nam giành quyền vào sâu trong giải thì Đỗ Văn Khải cần phải đặt nhiệm vụ quốc gia lên trên hết. Nếu thiếu vắng Đỗ Văn Khải thì quả là cầu thủ hải quan sẽ gặp khá nhiều khó khăn trong trận tranh vé vớt gặp đội Kiên Giang. Xin lỗi các bạn, đội hải quan sẽ gặp đội Thừa Thiên Huế. Người được giao nhiệm vụ kèm cho Yong Su ở trận đấu này là Thiết Quang. Ban huấn luyện và cầu thủ dự bị của đội tuyển Việt Nam. Phạm Như Thuần. Hữu Thắng. Trần Công Minh. Yeon Choi. Trọng tài thổi phạt Triệu Quang Hà. Người vừa phạm lỗi đối với Yeon Choi lại là Phạm Như Thuần. Công Minh. Hồng Sơn. Su Kim, Jin Sung Park, Hoan Yun. Điều khiển rất chính xác. Trọng tài đã thổi phạt Sung Yong Choi. Kết quả hòa cũng đảm bảo cho đội tuyển Hàn Quốc có mặt ở vòng 2. Chính vì vậy mà trong những phút đầu của trận đấu, cầu thủ Hàn Quốc tỏ ra không vội vàng. Họ tổ chức tấn công khá chỉnh tề và chuẩn xác. Choi.
chuyền ngắn. Sút rất nguy hiểm. Cú sút vừa rồi là của Choi Yong-su. Thủ môn Trần Tiến Anh lại một lần nữa cứu nguy cho đội nhà. Công Minh. Soo Young Joy rất nguy hiểm. Kết thúc vừa rồi lại là Choi Yong-su. Rõ ràng là cầu thủ Hàn Quốc chơi chậm nhưng những pha phối hợp của họ tỏ ra rất chuẩn xác. Hồng Sơn. Văn Di Hùng đột phá, vẫn là Hùng. Rất tiếc Văn Di Hùng lại bị trượt chân. Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu dành cho Nguyễn Thiện Quang. Trong tiếng vừa rồi thì Thiện Quang đã phạm lỗi đối với, như vậy là trong bảng điện tử đã lên tên của vận động viên Võ Hoàng Bửu. Người theo sát cho Yong-su là Nguyễn Thiện Quang, nhưng có lẽ trong tình huống rồi thì Võ Hoàng Bửu đã phạm lỗi với Choi Yong-su. Cho đến thời điểm này thì thủ môn Trần Tiến Anh đã chơi rất xuất sắc. Rất nguy hiểm. Như vậy là tỷ số đã được mở cho cầu thủ Hàn Quốc. Người vừa mở tỷ số cho cầu thủ Hàn Quốc là Yong Kim. Yong-su đã dùng kỹ thuật và tốc độ vượt qua được Đỗ Văn Khải và tạt bóng chính xác cho Yong Kim kết thúc. Như vậy là sau hơn 30 phút giữ sạch lưới thì thủ môn Trần Tiến Anh đã phải vào lưới nhặt bóng. Mặc dù đội tuyển Việt Nam đã bị dẫn trước một bàn nhưng các bạn có thể nghe rất rõ những tiếng hát cổ vũ rất nhiệt tình của các cổ động viên Việt Nam có mặt trên khán đài của sân vận động Nakhon Sawan. Võ Hoàng Bửu, Quang Hà, Yong Choi, Hồng Sơn, Công Minh, Quang Hà. Hồng Sơn, Công Minh. Thank you.
Ji-kwon Cho phạm lỗi đối với Văn Sĩ Hùng.
đội tuyển Việt Nam quá mỏng, và hai cầu thủ nhỏ bé là Hồng Sơn và Văn Duy Hùng quả là rất khó đối chọi với một hàng phòng thủ cao to như đội tuyển Hàn Quốc. Sung Yong Choi. Một quả phạt góc bên phía cánh phải cho cầu thủ Hàn Quốc. Cầu thủ vừa phá bóng chịu phạt góc là đội trưởng Hữu Thắng. Jin Sung Park. Choi Yong-su. Rất may cho thủ môn Trần Tiến Anh trong tình huống rồi là hậu vệ Phạm Như Thuần đã kịp thời về bọc lót. Hồng Sơn. Tình huống nguy hiểm vừa rồi. Trong tình huống vừa rồi thì Choi Yong-su đã băng xuống mà không ở vào thế việt vị. Cú đánh đầu sượt bóng của anh đã vượt qua được Trần Tiến Anh nhưng không vượt qua được Phạm Như Thuần. Quân cho Win Su Kim, Yeon Choi, Jin Sung Park. Công Minh vừa cao chân. Sút. Cú sút vừa rồi là của Yong Hwan Yun. Hwan Yun trong trận đấu này giữ vai trò tiền vệ tổ chức của đội tuyển Hàn Quốc. Anh cũng là người thường thực hiện các quả đá phạt cho đội nhà. Sơn và Huỳnh Đức vừa không hiểu ý nhau. Du Park rất đẹp, một bàn thắng rất đẹp của cầu thủ Hàn Quốc. Một pha phối hợp xuống biên rất chuẩn xác và sau đó thì Yong Kim chạy nhấc chân tạo điều kiện cho Yong-su nâng tỷ số lên 2-0. Phối hợp đơn giản với tốc độ vừa phải nhưng rất chuẩn xác của cầu thủ Hàn Quốc. Trong tình huống vừa rồi thì thủ môn Trần Tiến Anh hoàn toàn không có lỗi.
cú đập lòng chính xác ở cự ly gần của Cho Yung Su sẽ khiến cho Trần Tiến Anh không thể cản nổi. Quang Hà nhiệm vụ đã trở nên quá nặng nề đối với đội tuyển Việt Nam. Chưa đầy 45 phút đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã để thua đến 2 bàn. Và việc lọt vào vòng 2 đồng nghĩa với việc phải ghi đến 3 bàn thắng vào lưới của thủ môn Kim Bung Ji, trong khi đó thì không phải để thua thêm bàn nào nữa. Đây quả là một nhiệm vụ quá khó khăn với đội tuyển Việt Nam vào thời điểm hiện nay. Như vậy là còn 1 phút nữa là hiệp 1 của trận đấu sẽ kết thúc. Như Thuần, Hồng Sơn, Công Minh, Hoàng Biểu, Hữu Thắng, Văn Sĩ Hùng, vẫn là Hùng, cùng qua được hai hậu vệ, nhưng đến người thứ ba là Win Su Kim thì lại không thành công. Dương Kim, Hữu Thắng vừa tranh bóng với Bung Ju Park. Hoan Yun, Jin Su Park, Win Su Kim, truyền dài xuống cho Yung Kim, và Yung Kim đã có một pha đặt bóng căng ngang nhưng không có cầu thủ nào của đội Hàn Quốc đón được. Đây là một pha phối hợp tấn công đơn giản nhưng rất hiệu quả của đội Hàn Quốc trước hàng thủ của Việt Nam. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã kết thúc với tỷ số 2-0 nhưng về phía đội tuyển Hàn Quốc.